Còn cái chỗ này là phía đằng sau. Đây là phía bên tay trái. Phía đối diện của phía đằng sau. Xe này xe của anh đây. Đằng sau nó cũng có cái đường đây, phía là cái đường phía đằng sau đây. Còn đây là cái đấy, là cái nhà mà mới mua sau đấy. Ở trong nó là còn cái chỗ đằng trước này để được mấy cái xe, đậu được mấy cái xe. Đấy, nó có cái sân tương đối rộng. Nó làm cũng tốt lắm. Còn đây, cái này là phía bên tay phải của cái nhà đằng sau, phía bên tay phải. Cũng cái đường nó đẹp lắm. Đấy. Còn đi nhìn ở phía bên tay trái của cái nhà đây thì nó lại như thế này. Đấy, nó kéo dài ra tận đằng trước cái mỏm đấy. Đấy. Còn phía đằng sau đây nó có một cái hồi xưa nó giống như một cái công viên nhỏ. Công viên nhỏ đẹp lắm. Nó kéo dài ra tận cả cây số về phía bên tay trái. Ok đấy. Đấy, nhìn cái nhà màu vàng đấy, nó cũng có mấy tầng đấy. Bên đây là xe của anh. Còn chỗ cái sân đi vào thì toàn bộ vẫn cho cái chủ cũ nó thuê, thằng bạn mà nó thuê lại, nó trả tiền cho mình. Đấy.